Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với channel của mình. Và mình là FPT đây, ngồi về mờ. Hôm nay mình sẽ review cho các bạn xem cái nhà của mình. Nhà mình cũng có gì đẹp lắm, chỉ với thứ yêu. Nè, đây là phòng của bà mình này. Tủ của nó cũng của ông mình, chỗ của bà mình. Một cái tủ xe xanh kia này của mình. Nó là có cái kép nhé. Ở đây nè. Trời ơi, đang mưa. Tôi thét rồi. Nên là sống thì chúng tết rồi. Nhưng bây giờ mình ít ra đi cho á. Vì mình lại bận học. Bây giờ đi ra cho video thôi. Mình hôm nay là mình đang mở tết rồi. Mỗi ngày mình sẽ ra 2 video. Các bạn thông cảm. Phòng khách này. Nó phải mềm cháu cái giềng. Thì bạn mình cũng có ra video. Nhưng mà nó ít video hơn mình. Tại nó không có người đăng ký nào, vì nó nhiều người quá. Là cái tình mình phẳng này. Đây là cái cửa này. Đây là ở dưới nhà. Nó hơi sắp một tí các bạn. Chứ thông cảm. Đó, đây là ô tô của ông họ mình. Đây cá này. Đây cái cửa này. Đây là ô tô này. Đây là nhà bếp. Đó, đây là bằng gỗ. Chào. Mình lên như vậy thôi. Rồi, bye bye. Goodbye. Mình sẽ giúp sự chắc kia rồi. Đó. Ok. Video mình sẽ kết thúc tại đây. Nếu các bạn thấy hay, nhớ like, share và subscribe cho mình để có động lực làm tiếp hơn. Bye bye.